Dạ, em chào cả nhà yêu Lan ạ. Phiên sáng ngày hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2024. Hôm nay thì shop bên em tiếp tục cập nhật cho anh chị đến những dòng hàng hoa lan nhà em mới về. Và hôm nay thì có về thêm cả đen đô nắng nhá. Hôm nay về thêm mấy thùng đen đô nắng nữa. Và hàng thì rất là đẹp để cho anh chị sưu tầm. Và số điện thoại cũng như là số Zalo để các anh chị đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và rất là nhiều những mã địa lan đẹp, sưu tầm mặt hoa và các dòng lan cát. Và nhà em ship hàng toàn quốc. Các anh chị nhận hàng để kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển ạ. Và sau đây thì em xin phép lần lượt điểm qua từng loại mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Và dendro nhà em hôm nay về nó phải rơi tầm khoảng hơn 30 loại khác nhau nhá anh chị nhá. Hàng thì bây giờ đang phân loại hàng và ra hàng. Nên các anh chị trong quá chiều nay thì em sẽ lên cho anh chị một video clip riêng đến dòng dendro. Hàng còn về còn chưa ra hàng hết này. Đấy. Còn đâu thì bây giờ những cái mặt hàng nó hiện tại sẵn có thì em sẽ giới thiệu luôn vào để anh chị có thể chốt đơn ạ. Các anh chị có thể gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo nhé. Bên em đều trả lời và chốt đơn nữa. Sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại mặt hàng báo giá đến các anh chị. Kiều vuông lộc bắc ạ. À, những cái chậu kiều vuông lộc bắc này tầm này thì bây giờ thứ nhất là thân của nó giả hành rất là mập. Một số cây mắt nụ đang hơi sưng sưng rõ. Cũng có cây thì như ví dụ cây này thì đang có nụ hoa. Bây giờ em sẽ quay cho mọi người theo từng mã nhé. Mã này là mã K3 230.000. Cái mã kiều vuông lộc bắc K3 230 này. Mã K5, chỗ này 250 này. Rất là sum xuê, rất là nhiều thân. Mã K6, chỗ này 209, chỗ này thì to hơn, rất là to hơn hẳn nha anh chị nhá. Chỗ này vừa rồi cũng ra hoa 1-2 lần, nhưng mà chỗ này cây cao to, 209. Mã K7, chỗ này 270, em cũng giảm còn 250 nha anh chị nhá. Mấy cái chỗ này em giảm giá nó này. Mã K7 250.000 này. Lùm nhiều thân, cây này đang nụ hoa. Một nụ, hai nụ, ba nụ. Mã K8, chỗ này cũng 250 này. Chỗ này ít thân hơn chỗ này nhưng mà nó cao, giá hành cao hơn, thân tơ nhiều. Mã K9 này. Mã K9 chỗ này để cho anh chị là 260.000 đi. Chỗ này 270, tính 260. Cây này đang sưng mắt nụ rồi. Đó, đây là những cái mã kiều lục bắc hôm nay em có. Địa lan vàng rủ ạ. Một trong những cái dòng hàng địa lan vừa rồi em bán phải nói là quá là cháy hàng luôn. Bông hoa của nó là màu xanh, xanh vàng luôn ạ. Đấy, màu như kiểu màu xanh ngọc luôn, rất là đẹp. Và dòng địa lan này là dòng địa lan rủ ạ. Loại này là dòng giống mới nhá. Đắc năm trước anh chị mua chưa có cái loại này luôn. Bởi vì cái dòng địa lan rủ này á, giá thành nhập vào rất là cao, nhưng năm nay em lấy cho anh chị cái lô này vừa bán vừa theo kiểu là bán giống thôi. Bởi vì với cái giá chưa đến 200.000 là sở hữu được một chậu địa lan vàng rủ vừa hoa vừa rất là nhiều ngồng nụ đấy ạ. Có những cây nó rủ, nếu mà nó rủ dài ấy, nó phải dài hàng gần mét đi nhá. Và đây nụ hoa đây, vẫn còn rất là nhiều nụ hoa để anh chị chơi. Lô ở lô mới về rất là nhiều nụ nhỏ để anh chị chơi này. Và một chậu hôm nay thì rất là bự như thế này, to bự như thế này. Em bán một chậu địa lan vàng rủ này với giá chỉ có 190.000 nữa ạ. Đảm bảo anh chị cái địa lan vàng rủ này hay sưu tập đến một chậu. Rất là đẹp, rất là sai bông, địa lan vàng rủ. Và phía bên đây là cây địa lan kim ngọc mãn đường. Bông hoa của nó chúm chím, bây giờ bắt đầu chuẩn bị nở này. Lưỡi của nó là lưỡi đỏ đậm. Đấy, đỏ đen luôn ấy. Bông hoa màu vàng tươi. Cái hàng này em cũng bán giống thôi ạ. Bởi vì hàng này nó tàn hoa. Bán chuẩn giống hoa cho anh chị. Hàng này hàng hoa Tết. Một cái chậu kim ngọc mãn đường rất là cao tiền. Đấy, hàng này hàng Tết đấy. Hôm nay em bán giống cho anh chị một chậu kim ngọc mãn đường này với giá 190.000 nhá. Cũng 190.000. Cũng có cây thì lác đác vẫn còn một vài bông nụ, nhưng đa phần là nở hoa để anh chị về làm sưu tầm giống ạ. Đây, kim ngọc mãn đường nhà em về nhiều. Tại vì lô hôm trước đã cháy hàng rất là nhiều, anh chị muốn hỏi cái giống của kim ngọc mãn đường. Dòng này địa lan bông to mà rất là thơm. Bông to rất là thơm. Và cánh của nó khi nở xòe ra rất là đẹp. Kim ngọc mãn đường nhá, 190. Ở Chấp Sonia hôm nay thì có về một cái lô hàng của nó là siêu nhiều hoa. Cái hoa này thì cũng có những bông thì hoa nó còn rất là đẹp. Cũng có bông thì không may nó vận chuyển thì nó hơi bị gãy đầu ngọn này. Thì em bán là chủ yếu bán giống. Thì một cái bụi Chấp Sonia hôm nay toàn bộ là hàng bụi khủng ạ. Giá dao động từ 180 đến
250.000 một chậu nhé. Anh chị muốn lấy tầm bao nhiêu tiền thì bên em cũng gửi được nhá, lựa được nhá. Đây là đáng nhẽ là em phải quay hình, nhưng mà do bận quá ấy, chỗ cũng đang chật cũng chưa quay được hình ấy. Thì anh chị nào lấy bụi tầm bao nhiêu tiền thì em nhặt lựa cho anh chị. Nó dễ ạ. Cái chớp son này hoa nó bền, nó đẹp mà nó rất là sai bông. Hôm nay thì em về thêm một lô đen rô Úc. Và cái đen rô Úc ngày hôm nay là nó là màu hồng nhá. Màu hồng và đây ạ, cánh phớt hồng này đó. Và dòng này hoa cực kỳ là thơm. So với cái dòng đen rô Úc hôm trước màu tím thì dòng này hoa thơm, còn dòng hoa tím thì nó không bình thường, nó không thơm lắm ạ. Và đây, anh chị ơi, toàn bộ nó đều là thân tơ hết. Dòng đen rô Úc này thì nó nở liên tục trong năm. Và bây giờ thì nó mới nở hoa trên đầu ngọn thôi ạ. Những cái mắt nụ hoa của những cái thân này bây giờ đang thấy sưng nụ này. Dòng này hoa nở liên tục trong năm. Đây là những cái mắt này nó đang sưng chuẩn bị nhú nụ này. Và hôm nay thì cái lô hàng này về thì nó sẽ có những cái bụi to trọn, còn trong lô cũng dính thêm một vài những cái bụi nó hơi nhỏ ấy. Thì em sẽ bán có hai mức giá anh chị nhé. Những bụi to như thế này em bán là 200.000 đồng một chậu. Đen rô Úc thơm nhé, dòng này cực kỳ là thơm, nở quanh năm rất là bền. Còn cái loại thứ hai, so với những cái lô khác thì bụi này cũng là bụi to rồi, nhưng mà loại này em cho là thành loại 2 này, thì em bán là 170.000 đồng một chậu. Đấy ạ, hàng thì có số lượng nó có ít thôi ạ. Cái loại này thì đến tầm ngày kia là mùng 8 tháng 3 ấy, anh chị có thể mua để tặng biếu cũng rất là hợp lý này. Nhiều nụ, nhiều hoa. Cái lô mới về 200.000 bụi to, những bụi nhỏ thì nhỏ hơn thì tính 170 nhá. Đen rô Úc hồng thơm. Đen rô chớp bông to anh chị nhá. Đây là cái khuôn bông của nó này. Còn cái bông này đang nở hoa cho anh chị xem này. Bông hoa là màu trắng, khuôn bông to và cánh chớp này. Lưỡi của nó lưỡi tím. Cây này là có khách chốt nhá. Cái khách chốt, em còn ba chậu này cũng rất là nhiều thân này, ba chậu này vô cùng nhiều thân. Mã chấp số 3 này, cây này bông này vừa tàn này, còn đây là nụ hoa này. Còn đây cũng nụ hoa chuẩn bị nở này. Chậu này gồm có 2 4 6 thân, ba mầm gốc dài này. Em bán 280.000 này, chớp số 3 này. Chớp số 5 này 290.000, chi chít nụ luôn. Cây này cao nhá anh chị nhá, cao nó phải ba gang tay đấy ạ. Cây số 4 này, chớp số 4 này 280 này. Cây này cũng đầy nụ hoa. Mầm, có cả ki ở trên thân nữa này. To, cao, có 3 chậu chớp này. Còn chậu chớp này là khách chốt này. Đó, nụ hoa chi chít luôn. Nói chung là cái dòng chớp bông to này, để mà cái chậu mà nó nhiều thân, nó dài như thế này ấy, giá này rất là rẻ rồi ạ. Dòng cát đầu tiên thì em xin giới thiệu cho anh chị đến cái dòng King Coral đổi màu. Đây là một trong những dòng cát năm ngoái em bán vô cùng là chạy hàng ạ. Và cái King Coral đổi màu này thì hoa của nó rất là đẹp. Dòng này bông to, bông đại, cát một lá. Thi thoảng cũng có một số cây cũng đang có những cái mèo non non như thế này. Chắc chắn là cũng sẽ sắp tới được chơi hoa đấy ạ. Và chậu này là chậu size to. King Coral đổi màu này em bán là 220.000 đồng một chậu nhá. Đây em nhắc cho anh chị thử một bầu này. Đấy, bầu rất là to, rất là nhiều giả hành. Và loại này thì bông thơm lắm ạ. 220.000 mua 3 chậu miễn ship. Tiếp theo bên đây đó chính là cây cát tím Đài Loan ạ. Rất là nhiều anh chị hỏi cái dòng cát tím Đài Loan từ rất là lâu rồi. Và dòng này cát một lá, bông đại. Đây ạ, cái bông hoa như trên màn hình anh chị xem ạ. Bông to tướng luôn. Và cát tím Đài Loan này thì cây của nó lá rất là đanh, rất là mập nhá anh chị nhá. Chậu lùm nhiều thân như thế này em bán chỉ có 200.000 thôi ạ. Riêng cái dòng này thị trường đang bán từ 250 đến 280 một chậu ạ. Em bán 200.000 đồng một chậu nhá, cát tím Đài Loan. Sang bên đây là cây chớp ngọc ba màu ạ. Đây bông hoa của nó vừa nở ra. Đây là cánh chớp và hoa rất là thơm. Cũng là dòng bụi to nhá. Cái chớp ngọc ba màu năm ngoái em bán rất là cháy hàng. Và chậu năm ngoái nó không to được như thế này đâu. Năm nay chậu to và nhiều thân hơn rất là nhiều. Và em bán một chậu chớp ngọc ba màu với giá chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Đây là chớp ngọc ba màu, hàng vừa mới về. Và tiếp theo một cái loại cát size to nữa mà không thể không kể đến khi chúng ta chơi lăn gát, đó chính là dòng hắc tùng đỏ ạ. Hắc tùng đỏ rất là nổi tiếng trong giới lăn gát rồi ạ. Bầu nhà em là bầu size to, chậu nhiều thân. Đấy ạ, cái hắc tùng đỏ này cũng có những lô hàng nó rơi tầm 220 đến 250 ạ. Nhưng lô đợt này thì em đang nhập được cái mức giá vô cùng là tốt, chỉ có 200.000 đồng một chậu bông hắc tùng đỏ. Bông to, bông đại rất là đẹp, hắc tùng đỏ 200.000. Taiwan Gold ạ, một dòng cát hoa của nó màu vàng, bông đại, lưỡi đỏ đậm và cánh chớp đỏ rất là đẹp. Và riêng cái Taiwan Gold này không biết là bao nhiêu chậu đã bán cháy hàng rồi. Còn duy nhất 3 chậu thôi, 180.000 đồng một chậu. Taiwan Gold đợt này em giảm giá 180. Cát màu hồng đậm, bông to, dòng này hoa thơm, hồng thơm nhá, cát hồng đại hoa thơm này. Có 3 chậu thôi nhưng dòng này thì lá nó hơi ngắn nhá. Dòng này cây lùn hơi ngắn, nó không như những dòng cát khác.
Đó, nó tùy bản chất từng màu nhá. Loại này size to 200.000, cắt hồng đại, hoa thơm. Còn 3 chậu. Tiếp theo là cắt vàng Juliet. Vàng Juliet là dòng vàng bông to. Hoa của nó màu vàng tươi, bông rất là to tướng luôn. Để chậu cũng nhiều thân nhá. 200.000 đồng một chậu vàng Juliet. Đấy ạ, 200.000 thôi ạ. Bông rất là đẹp. Tiếp theo là cắt đỏ mắt mèo. Đấy ạ. Cây đỏ mắt mèo thì chậu cũng là chậu lớn, chậu nhiều thân nhá. Hàng này thì em còn 5 chậu và em đang để giá khuyến mãi cho anh chị một chậu size to như thế này với giá là 180.000 đồng một chậu. Nhớ là mua 3 chậu cát đã được miễn ship rồi ạ. Chương trình lớn ngày hôm nay là mua 3 chậu cát đã được miễn ship rồi. Và tiếp theo là sang những dòng cát size nhỏ hơn. Size nhỏ hơn thì hiện tại nhà em có những loại cát như sau. Đầu tiên là cát cam ông trời ạ. Cam ông trời là 120.000 đồng một chậu ạ. 120.000 đồng một chậu cam ông trời nhá. Đó, cái cam bông trời này hoa của nó là hoa bông đại ạ. Rất là đẹp. 120k thôi. Cây tình trạng cây đây bụi cũng nhiều thân. Cát tiếp theo là cát đỏ Ấn Độ. Đỏ Ấn Độ. Dòng đỏ Ấn Độ này bụi rất là nhiều thân nhá. Bông hoa cánh sáp màu đỏ tươi, hoa chùm. Bởi vì đây là dòng hai lá. Hoa sáp, cánh sáp rất là đẹp. Màu đỏ Ấn Độ này em bán là 130.000 đồng một chậu. Lông heo xanh. Lông heo xanh thì giống này nó hơi đắt một tí ạ. Ai mà chơi cát lâu năm thì biết rồi. Ngày trước cái lông heo này người ta còn chia tép ra là người ta tính theo thân như này. Đấy ạ. Cái này đều hàng ươm ki lên ạ. Đấy ạ. Bây giờ thì cây của nó này cũng trong tình trạng là cũng khá nhiều thân, nhiều mầm. Đấy. Và cái lông heo này cũng đang có một vài cây đang có mèo nụ như thế này nhá. Đây, em thấy cây nào cũng đang có mèo mèo nhỏ nhỏ này. Tết vừa rồi nhà em vừa được chơi bông hoa lông heo xanh đông rất là đẹp. Loại này thì em bán với giá là 170.000 nhá. Cái lông heo này là 170. Tiếp theo là màu trắng họng vàng ạ. Cái trắng họng vàng này thì bộ cây của nó là cây lớn, chậu nhiều thân. Đấy ạ, cái bông to lắm, loại này thì bông rất là to. Đấy, một hai cây thì đang chuẩn bị có mèo. 140.000 đồng một chậu trắng họng vàng nhá. Cát rét đỏ, đỏ rét hay rét đỏ, chậu này thì lần này em bán có 120, bông của nó là bông đậm, đỏ đậm, bông lớn, rất là đẹp, dòng cát một lá 120.000. Cây rét đỏ này, loại này rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Vua cương sơn ạ. Trong giới lan cát thì cái vua cương sơn này thì hoa cực kỳ là đẹp. Tuy nhiên thì có một điều là cái cây vua cương sơn thì nó không nhiều thân như những loại lan cát khác anh chị ạ. Đây ạ, ví dụ như chậu giả hành nó mập thì nó ít thân. Còn ví dụ như những cái chậu mà giả hành lùm xùm nhiều thân này thì nó lại hơi thấp bé. Đó, đồng giá cho anh chị vua cương sơn là 120.000 nhá. 120.000. À còn duy nhất một chậu cam lưỡi đỏ. Đây ạ. Cam lưỡi đỏ còn duy nhất một chậu em cũng bán 120. Đây mã này còn một chậu thôi. 120.000. Đây tất cả những dòng lan cát lấy ra hôm nay nhà em có. Anh chị nào đặt hàng thì gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề. Và đừng quên là mua 3 chậu cát hôm nay là em đã được miễn phí ship vận chuyển rồi ạ. Dendro 5 cánh trắng mắt đỏ ạ. Đây bông hoa của nó đang nở này. Rất là thơm. Và hôm nay thì em có tầm khoảng gần chục chưa đến chục bụi to to như này. Mọi phiên thì nó không được to như cỡ này đâu. Hôm nay thì bụi rất là to, rất là nhiều thân. Và em chia sẻ cho anh chị một chậu to nhiều thân như thế này với giá 180.000 đồng một chậu nhé. Hàng này hàng chuẩn hoa, chuẩn hoa. 5 cánh trắng mắt đỏ. Thân tơ hôm nay rất là nhiều. Hoàng lan Philip nhá. Cái dòng này thì cây của nó như kiểu lá xếp rụt luôn ấy, rụt rịt lên, lá ngắn, tròn đẹp. Và cái dòng này là dòng của bên Thái Lan, hoa của nó là cái dòng hoa rất là siêng. Bông nở quanh năm. Hôm nay thì tất cả cái lô này em thấy là đều là cây mẹ bồng con ạ. Có những cây con nhỏ đang mọc ở phía dưới này anh chị này. Đấy. Hôm qua về lô nhưng bây giờ chỉ còn tầm 4-5 cây rồi, đang hết sắp hết hàng. Đợt này cây đẹp, lá xanh. Có những lô lá chân nó hơi bị rụng nhưng lô này em thấy là đẹp mướt từ trên xuống dưới. Và giá hôm nay hàng sưu tầm chỉ có giá là 180.000 đồng một cây hoàng lan Philip. Dòng này lên chơi thử một lần bởi vì nó cứ ăn nắng mà nó lại ra hoa liên tục anh chị ạ. Đấy, hoàng lan Philip nhá. Cây lá xếp rụt đẹp. Hôm nay thì em dọn vườn có 2 chậu giá hàng Hawaii anh chị ạ. Đây bông hoa của nó đây. Hoa của nó màu trắng tinh. Hoa rất là thơm luôn, Hawaii trắng nhá. Bình thường anh chị thì mua hoa Hawaii tím thì nó nhiều. Hawaii trắng này bây giờ mầm gốc của nó cũng đang lên. Chậu chúng mình tầm 3-4 thân có 2 chậu này. Em bán với giá là 100.000 một chậu. Đấy, xả hàng 100.000 một chậu Hawaii. Hoa trắng tinh. Đây thi thoảng một hai cái nụ này nó bị thui nhưng mà đây cũng có cây đã đang lên nụ này. Này em bán giống cho anh chị chuẩn giống luôn. Endo nắng là cái dòng hàng hoa nở quanh năm. Độ bền hoa phải từ 2 tháng đến 3 tháng. Nó tùy theo từng dòng.
Và có dòng thì bản chất cây khá là cao, có dòng thì bản chất cây của nó thấp lùn nhưng mà rất là mập. Và hôm nay trong cái video clip này thì em sẽ giới thiệu cho anh chị đến từng trạng từng cây cũng như là đính kèm cho anh chị màn hoa nhé, để cho anh chị là có thể lựa chọn cho mình cái màn hoa mình yêu thích nhất. Và nếu anh chị nào chưa có cái dendro trong nhà ấy, thì có thể sưu tầm lấy một bộ. Và chương trình ngày hôm nay em sẽ ưu tiên khách hàng nhé. Thông thường như năm ngoái là anh chị mua 10 cây mới được miễn ship ạ. Và năm nay em sẽ ưu tiên anh chị mua số lượng chỉ cần 7 cây thôi. 7 cây 7 màu hoặc là 7 cây bất kỳ của dòng dendro nắng này em sẽ miễn phí ship. Và nếu anh chị mà mua từ 10 cây trở lên thì với số lượng từ 10 cây ngoài việc miễn ship em sẽ tặng thêm cho một cây nha anh chị nhé. Anh chị nghe rõ chưa ạ? Tất cả dendro ngày hôm nay là sao cứ gộp cho em đủ 7 cây em bao ship, và mua đủ 10 cây em sẽ tặng thêm cho anh chị một cây. Đấy, và được miễn phí ship nữa. Rất là nhiều màu hoa và nhà em đang trên đường về phải đến 20-30 loại nữa. Và trong phiên ngày hôm nay có màn hoa nào mình ưng thì mình cứ chốt luôn nhá. Đầu tiên đó chính là cây kinh năm ạ. Cây kinh năm thì đây người ta đã để cho em cái màn hoa ở đây ạ. Cái bông kinh năm của nó nhá, bông hoa của nó màu tím đậm rất là đẹp. Cái dòng kinh này là dòng kinh mới đây. Màu tím này, lưỡi trắng rất là xinh luôn. Cái bông kinh năm đấy ạ. Đây bông hoa người ta để cho anh chị biết được cái màn hoa nó thôi. Và kinh năm lần này này, cây của nó rất là mập. Đầu xuân năm mới cực kỳ là mập mạp. Có những cây đứng ngọn chuẩn bị nhú vòi hoa. Giá em bán một chậu kinh năm mập khỏe này giá 60.000. Sang bên đây là cây huyết long đỏ ạ. Huyết long đỏ. Dòng này thì cây lần này cây cao to. Cao to khỏe mạnh ạ. Cây huyết long đây. Thân rất là mập mạp, rất là khỏe. Và huyết long đỏ này em bán với giá là 60.000 đồng một chậu nhá. Đồng tiền hồng. Đồng tiền hồng thì vô cùng là siêng bông, rất là sai hoa. Cũng có cây đang chuẩn bị nhú nụ, cũng có cây thì bây giờ đang đứng ngọn ạ. Cây thấp thì nhiều thân, cây cao thì ít thân. Và đồng tiền hồng này em bán giá 60.000. Siret, một trong những cái dòng hàng gọi là một trời bông hoa, vòi hoa vừa dài vừa siêng. Và cái loại này còn có một cái tên gọi khác là cây thuận buồm xuôi gió nhé. Siret này thì hoa nó siêng màu tím đậm và cây cao to khỏe mạnh. Đây anh chị nhìn cho em này, một cái cây Siret này rất là mập đẹp như thế này và đứng ngọn hết rồi, và giá chỉ có 60.000 thôi ạ. Nhớ là 7 cây đã được miss ship rồi. Tiếp theo là pen đỏ ạ. Có lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên đầu xuân là em lấy cái dòng pen đỏ này. Năm ngoái em thấy cái pen đỏ cũng đã rất là hot hàng rồi, và năm nay thì cái pen đỏ này em lấy đầu tiên để cho anh chị sưu tầm cái dòng pen đỏ. Dòng pen đỏ này hoa rất là thơm luôn anh chị ạ. Dòng pen và thân của nó này, thân nù, thân mập và thân cao to nhá. Cái lô này cao to thôi ạ, chứ cuối năm ngoái em thấy là các vườn người ta xuất cái pen đỏ này cháy hàng, mà cây thì rất là bé. 60.000 đồng một chậu ạ. Mặt trời đỏ ạ. Cái này mặt trời đỏ anh chị nhá. Mặt trời đỏ. Cây thì quá là bự luôn. Quá là trời là bự, quá nhiều thân luôn. Riêng cái mặt trời đỏ thì cây nó, khi cây nó già nó đanh ấy, nó hay bị rớt lá chân một tí. Nhưng mà thực tế thì cây của nó anh chị nhìn lại, nhiều thân lắm ạ. Và loại này thì rất là rực rỡ, bông hoa màu tím đậm rất là xinh. 60.000. Vàng tia. Vàng tia thì cây lùm nhiều thân và thân rất là mập. Cũng có cây đang chuẩn bị nhú nụ hoa này. Cái vàng tia này em bán 60k nhá. 60k một chậu. Thông chai xanh. Thông chai xanh là một dòng mới năm nay. Cái này thì trên thị trường có nhiều từ lâu rồi. Cái dòng này giống xưa. Và cái dòng này hôm nay thì em bắt đầu em lấy, và cây của nó khá là cao to và lá mít thì đẹp. Dòng này thì hoa thơm. Thông chai xanh này 60. Và tiếp theo, một trong những cái dòng dendro đột biến mà trong năm ngoái em bán rất là nhiều, đó chính là cây ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ. Ba vàng ba đỏ. Dòng này cây hoa của nó ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ nhá. Cây đột biến rất là đẹp. Và dòng này sai hoa. Tình trạng cây thì loại này nó không cao to được bằng những dòng dendro khác, nhưng mà hoa thì rất là đặc sắc. Lô đợt này đánh giá là một lô tương đối là rất là cao to đẹp đấy ạ. Và đứng ngọn hết rồi. Anh chị tranh thủ mua cái lô này rất là đẹp. 60.000 đồng một chậu. Đây là ba vàng ba đỏ. Và còn một loại cuối cùng nữa, đó chính là cây dáng xưa. Cái dáng xưa này thì bông nó rất là to và vòi rất là dài, rất là siêng bông. Cây thì đứng ngọn, đang chuẩn bị nhú nụ hoa ở trên đầu ngọn, mập, khỏe, đẹp. Dáng xưa, 60.000 đồng một chậu nhá. Và trên đây là tổng hợp những dòng dendro nhà em về ngày hôm nay. Anh chị làm sao cứ gộp cho em đủ 7 loại hoặc là 7 chậu là em bao ship. Và mua 10 chậu em sẽ tặng thêm cho anh chị thêm một chậu nhá. Đó, đây là dòng dendro. Tiếp theo bên đây là những chậu năm cánh trắng quốc dân. Đây là thuộc dòng đen đô nắng. Và dòng này thì vô cùng là siêng bông, vòi dài, hoa thơm, nở quanh năm.
Cái quốc dân này hôm nay bụi về cũng là bụi lùm, thân nhiều, thân tơ nhiều. Đây anh chị ơi, ngắm hộ em một cái chậu quốc dân em vừa cầm trên tay ạ. Và mặt hoa như trên màn hình nhá. Lô đợt này cây tơ nhiều và giá hôm nay em xin phép bán với giá chỉ có 120.000 đồng một chậu 5 cánh trắng quốc dân thôi. Chưa một cái lô hàng nào mà cây to đẹp mà giá lại hợp lý như thế ạ. Một bụi to khủng này là một bụi nó to phải bằng mấy chậu ghép lại đấy anh chị ạ. Mấy chậu ghép lại mà có 120.000 5 cánh trắng quốc dân nhá. Vũ nữ hoàng hậu, nhà em có hai loại vũ nữ hoàng hậu cho anh chị sưu tầm mặt hoa, đó chính là màu báo đốm và dòng hoàng hậu xanh. Thông thường thì nhà em Nhung cung cấp cái dòng hoàng hậu xanh thì anh chị quá là quen thuộc rồi. Dòng này thì vòi hoa rất là dài, rất là siêng bông và đặc biệt hoa rất là đẹp. Và hôm nay thì có thêm cả màu báo đốm nữa. Chậu hôm nay nhà em Nhung cung cấp cho anh chị là những cái chậu size bầu to. Đây là những cái bầu to và cây của nó khá là nhiều giả hành. Giả hành thì cực kỳ là mập, mạp, khỏe, đẹp. Và hôm nay thì giá một chậu hoàng hậu báo đốm và hoàng hậu xanh như thế này đồng giá cho anh chị với giá là 170.000 đồng một chậu nhá. Chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi ạ. Đấy, cái này thì phân được hai màu rồi và ghi cho anh chị vào tên là thành bầu rồi này. Đấy, ghi tên vào thành bầu rồi. Anh chị về chỉ việc trồng và thưởng thức những cái tác phẩm của hai loại này ạ. Giáng hương tam bảo sắc lá xếp ạ. Và tầm này thì những cái bảng giáng hương tam bảo sắc để anh chị về có thể là thưởng thức mùa hoa của tháng 4, tháng 5, tháng 6 đợt tới này luôn. Hàng tất cả các giò này đã là hàng thuần sẵn rồi và treo, về anh chị việc treo lên và chơi đó ạ. Và giá hôm nay một bảng tam bảo sắc lá xếp đẹp như thế này, bên shop nhà em sẽ bán với giá 170.000 đồng một giò ạ. 170.000 đồng một giò giáng hương tam bảo sắc lá xếp nhé. Và hàng này là hàng thuần ghép bảng gỗ về vì thưởng thức và chơi thôi nhé. Rất là đẹp, dòng này hoa cực kỳ là thơm. Và tiếp theo thì đây là dòng dendro trắng chớp nhé. Trắng chớp, dòng này thì bông cũng rất là sai hoa. Tuy nhiên thì loại này thì hoa của nó sai, nhưng mà nó không to được bằng cái loại dendro chớp vừa rồi em có giới thiệu cho anh chị. Loại này thì sai bông trong một chậu cực kỳ. Hai giống này nó cũng khác nhau nha anh chị nhé. Hai giống khác nhau đấy ạ. Và hàng này em cũng đang sale cho anh chị. Đây số lượng còn ít thôi, bởi vì cũng có những cây nụ hoa còn đẹp, cũng có cây thì cũng có dính một vài những nụ hoa nó hơi thui. Và chậu lần này em lấy vẫn là loại chậu nhiều thân đấy anh chị ạ. Bây giờ nhà vườn người ta xuất những cái chậu bé xíu xíu đã hơn 100.000 rồi. Đấy ạ, em sẽ cố lựa cho anh chị những cái chậu mà còn nhiều thân nhất. Và bây giờ ấy, tình trạng cây thì cũng đang trong giai đoạn là đẩy mầm gốc rồi. Đấy, có cây thì nó đẩy chậm, có cây thì đã đẩy rất là rõ ràng. Và hôm nay một chậu trắng chớp như thế này em đang thanh lý cho anh chị 150 một chậu. Và mua hai chậu em bao ship nhé. Loại này đang thanh lý nha anh chị nhé. Đang thanh lý trắng chớp 150, mua hai chậu bao ship, còn hơn chục chậu nữa thôi. Tình trạng cây thì cũng có nụ, còn hoa có nụ nó hơi thui nụ. Chủ yếu là anh chị về làm giống cho em. Riêng cái loại dendro chớp này nó đắt là đắt ở cái giống. Và cũng có thể về anh chị tách chậu ra để trồng ra được 2-3 chậu nhỏ ạ. Giá chỉ có 150 một bụi này thôi. Dendro úc mắt đen ạ. Những cái chậu dendro úc mắt đen rất là nhiều thân và bông của nó cực kỳ là to nhá. Nhiều người khi mà mới nhìn vào ấy còn lầm tưởng đây là những chậu đùi gà, nhưng mà giá thành lại rẻ hơn đùi gà rất là nhiều. Loại này là dễ chăm, dễ trồng này. Cái này bông này vừa mới tàn hoa ấy. Cái này em gửi đi thì cũng có những cây bây giờ bắt đầu nhú nụ ạ. Bởi vì tầm này là tầm mà dendro úc mắt đen đang có hoa nhá. Đó. Và hôm nay thì một chậu nhiều thân, nhiều mầm như thế này, thậm chí cũng có cây đang nhú nụ như thế này, em bán với giá chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi ạ. 170.000 đồng một chậu nhé. Đây, nụ đây ạ. 170, cực kỳ là nhiều thân. Dòng này thì nổi tiếng về giới sai hoa rồi. Mắt của nó là mắt nhung đen và màu hồng cánh sen ạ. Đai châu hồng gấm ạ. Lâu lắm rồi mới về thêm cái dòng đai châu hồng gấm này. Và bông hoa của nó hôm nay nở thì mọi người có thể ngắm qua khuôn bông của nó nhé. Em thấy có cái thì màu tím đậm như này, có cái thì hơi phớt phớt vàng vàng. Xong là lưỡi của nó thì cái lưỡi của nó vẫn dĩ là lưỡi đậm. Lưỡi này, lưỡi đỏ đậm, tím đậm như thế. Và cây hồng gấm hôm nay lá xếp rất là đẹp luôn. Toàn bộ hôm nay toàn bộ lá xếp đều nhau. Một số cây thì cũng đang nhú nụ, cũng gây nụ dài, cũng có cây thì hơi nhú nụ nhỏ nhỏ. Hôm qua em có xem kiểm tra trong cái lô này cũng có cây nhú nụ nhỏ, cũng có cây thì đang hoa, cũng có cây thì chuẩn bị nhú nụ. Bởi vì cái hồng gấm là cái dòng hàng chơi quanh năm cơ ạ. Chơi quanh năm, 4 mùa trong năm, nó nở liên tục. Và hôm nay thì một chậu hồng gấm lá xếp cây to như thế này. Đấy, đẹp như thế này. Em bán với giá là 270.000 đồng một chậu nhá. 270.000 đồng một chậu đai châu hồng gấm, rất là thơm. Đai châu hồng cánh sen lại vừa về thêm một lô hàng mới này anh chị này. Đấy, và lá thì lá xếp ngắn, bản lá xếp lá mít cực kỳ là đẹp. Hồng cánh sen lần này em bán có 390.000 đồng một chậu.
hàng cây to chuẩn hoa nhá. Vừa rồi hoa ngồng hoa xong mình nhà vườn đã cắt hoa rồi đây ạ. Có duy nhất chậu này thì nó hơi nhỏ hơn một tí, nhưng là cây mẹ bồng con và lám rụt đấy. Đấy, còn đâu thì cây của nó cứ là cây đơn như thế này và khá là to đẹp, 390.000 một chậu hết ạ. Cây này thì lá ngắn rụt rụt, cây này cũng rụt đẹp này. Đó, tổng lô cây nào cũng đẹp như cây nào. Lô mới về nhá, hôm trước về có tầm chục chậu, có chục cây đã hết rồi. Em về thêm một loại trâu rất là mới nha anh chị nhá. Đai trâu này là đai trâu hồng blue ạ. Đai trâu hồng blue, có những cây thì bây giờ còn nụ, có những cây thì đang hoa. Và cái nụ hoa thì thực ra thì bây giờ thì em nghĩ là nó cũng sẽ bị thui, nó không còn nguyên vẹn ạ. Cây to đẹp, đây bông hoa của hồng blue này, đây là bông hoa nó bị tàn rồi. Còn em đính kèm cho anh chị cái màn hoa khi nó mới nở nhá. Đây là dòng hồng blue này, khuôn bông rất là đẹp. Loại này loại mới ạ, chuẩn hoa, cây to. Và hôm nay thì cái loại hồng blue này em xin phép bán cho anh chị, chia sẻ giống mới này với giá là 150.000 một cây thôi. Cây to và số lượng có hạn nhé, 150k. Mua 3 chậu em bao ship ạ. Trâu cam đỏ hôm nay em lại về thêm một lô mới, bởi vì lô hôm trước phải nói là cháy hàng. Anh chị cũng phải là những người tinh tế thì mới biết là những cái dòng hoa màu cam đỏ nó đẹp cỡ nào. Đây là cái lô mới về ngày hôm nay. Và cái lô hôm nay thì em nhập của nó cao hơn một chút. Và cái lô hôm trước thì đây ạ, em còn 1-2 cây thôi. Và cái lô ngày hôm nay thì cây to hơn. Đây, em để đây cho anh chị có sự so sánh nhá. Ví dụ như một cái cây cam đỏ ngày hôm trước là 220, nhưng hôm nay cây nó to hơn, nó nhỉnh hơn, lại là 250. Và mặt hoa y hệt như trên màn hình luôn. Cái màu cam này, hoa nó thơm lắm. Hoa nó thơm. Loại 220 này em còn 2-3 cây của lô hôm trước này. Đấy. Còn cái lô này lô mới về. Anh chị thấy hôm nay về cả một dãy trầu này, này. Chứ không phải là hôm trước chỉ còn một ít thôi ạ. Em thanh lý cho anh chị cái chậu trầm đồng đỏ này, đang hoa, đang nụ nhá. Cả nụ cả hoa nhá. Hoa thơm đó, mới nở thôi. Em thanh lý cho chị, anh chị chậu này 80.000. Cây này bán 120, hôm nay xả hàng 80.000, 3 thân dài. Còn chưa kể những cái mầm nhỏ nhỏ ấy nhá. Cái thân này thân nó cong, và anh chị phải cố định bằng que. Nụ hoa đang chuẩn bị lên này, 80.000 cây này thôi. Tiếp theo là cây dendro tím nhật nhá. Một chậu dendro tím nhật duy nhất và cuối cùng. Mã này hôm trước bán 200, hôm nay em xả cho anh chị chậu tím nhật, hoa tím đậm. Và thậm chí là bây giờ ấy, những cái cây đang xuống lá này, đang chuẩn bị sưng sưng, hơi sưng sưng cái mắt nụ hoa. Chậu này em để cho anh chị là 180.000 nhá. Chậu này 180, duy nhất một chậu cuối cùng tím nhật nhá. Dòng này dòng tím xưa, bông to. Và tiếp theo thì em xin phép giới thiệu cho anh chị đến một cái lô trầm cổ. Hôm nay nhà em vừa mới về và hôm nay toàn bộ là hàng đang có nụ hoa hết anh chị nhá. Ví dụ như những cái cây này anh chị nhìn rõ nụ nở lên này. Còn những cái cây này đang bắt đầu trong giai đoạn là đẩy nụ nhá. Đây cũng có cây đang đẩy nụ rồi. Và sẽ được chơi liên tục luôn. Và hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị theo từng hình. Và cả nhà ơi, ví dụ như những cái chậu mà nó nhiều thân như này là nó thân nó sẽ ngắn hơn. Còn ví dụ như những cái chậu mà nó ít thân như này thì thường nó sẽ dài hơn nha anh chị nhá. Đấy, những chậu ít thân thì dài mà những chậu nhiều thân thì ngắn. Thì em cứ quay cho anh chị và bán đồng giá cho anh chị với giá là 180.000. Thì em sẽ quay hình 1, 2, 3, 4 và với giá là 180.000 nhá. Đồng giá hết, nhưng mà chậu ngắn thì thường sẽ nhiều thân hơn. Ví dụ như chậu này là 2 này, 4 này, 6, 7 thân thôi. Nhưng chậu này là 2, 4, 6, 8, 9 thân thì nó ngắn hơn. Những chậu 7 thân thì nó lại ít thân hơn nhưng mà lại dài hơn. Mã này là mã số 1 trầm cổ này, 180.000 này. Mã số 2 C2 trầm cổ này cũng 180 nhá, 9 thân nhá. Mã số 3 2, 4, 6, 8, 9 thân này cũng 180 này. Mã số 3. Mã số 4, mã này thì còn lá này. Còn lá thì sưng nụ muộn hơn nhá, 2 4 này, 6 này, 8 10 12 thân cũng 180.000. Mã C5 cũng 180, chỗ này cũng 6 7 thân thôi, 2 4 6 7 thân. Đấy, thường là thân dài thì nó ít thân, cái này là em buộc túm chụp mà đấy, nhưng nó cũng to, nó dài lắm. Cái này đang sưng nụ nhiều. Mã C6 cũng 180 và mã C7 cũng 180.000. Nói chung là cả cái lô này em thấy là gần như là đều tăm tắp, nhiều thân như nhau và rất là nhiều nụ hoa. Giá trầm cổ ngày trước để mà sở hữu một cái thân dài như thế này này phải 350.000 đấy anh chị ạ. Hiếm khi có cái lô trầm cổ nào vừa đẹp vừa rẻ mà nhiều nụ như thế này với giá chỉ có 180, cực kỳ là nhiều thân. Tính ra chia bình quân đầu thân chỉ có 20-30.000 một thân thôi ạ. Cát tông săn rây, đây là cái dòng hoàng thảo Thái Bình hoa vàng nhá, hàng này nổi tiếng của bên Thái Lan ạ. Em quay cho anh chị theo từng hình như sau này. Em còn mấy hình này. Hình này em ký hiệu là hình số 1 này.
Hình số 1 em bán là 160.000 này. Chỗ đấy đang xuống lá rất là nhiều thân. Mã C2 này. À, mã hình 2 của Hoàng Thảo Thái Bình này. Chỗ này thân dài hơn một chút xíu. 170. Mã C3. À quên, cũng mã hình 3 nhé. Hoàng Thảo Thái Bình này cũng 160.000 này. Cây đấy xuống lá nhiều. Dòng này trước đây toàn bán chậu nhỏ thôi. Bầu bé bé đã 150 rồi. Đây là bầu to mà cây to hơn. Tóc tiên hương dừa. Anh chị nào đã chơi cái dòng tóc tiên hương dừa này thì anh chị biết là cái dòng này thì mọc rất là khỏe, rất là dễ chăm, dễ trồng, mà nó lại còn dễ ra hoa nữa. Hoa của nó là mùi hương thơm, như kiểu là mùi kẹo dừa đấy ạ. Nó rất là ngọt ngào. Bụi hôm nay em về là cái bụi khủng nha anh chị nhé. Nếu như bình thường ấy, trước đây thì em có bán tầm trước Tết là một cái bụi tóc tiên hương dừa, nhưng mà nó nhỏ, bụi nhỏ nó chỉ bằng 1/3 cái bụi này thôi. Còn đây là cái loại bụi khủng nhá. Kể cả bây giờ anh chị cứ đi tham khảo tất cả thị trường ấy, người ta chỉ bán ở trong những cái bụi mà nó ít thân, ít giả hành thôi, nó không có chậu to này luôn. Đấy. Hôm nay thì em có lọc được tầm khoảng, nhà vườn lọc được tầm khoảng hơn chục bụi, mười mấy bụi ạ. To y hệt như thế này. Cây to đẹp. Thì em xin phép bán cái bụi to khủng này với giá là 180.000 nhá. Tóc tiên hương dừa này 180 bụi to. Cái loại mà chậu bé đấy đã là 120 rồi. À 120 đến 150 rồi. Cái loại chậu bé mà nó bằng 1/3 cái số lượng thân trong bụi này thôi. Cái loại này anh chị nhìn hộ em này. Rõ to đẹp, có 180.000 nhá anh chị nhá. Tóc tiên hương dừa, loại này hoa thơm, lá đẹp, cây xanh. Điệp băng băng cốc 3.5 nhá. Cái dòng này hàng là hàng vườn Việt Nam và cây của nó khá là to. Bây giờ tình trạng cây bây giờ đang có nụ hoa và chuẩn bị đang phân nhánh này anh chị này. Đấy, cốc 3.5 không phải cốc nhỏ đâu ạ. Hôm nay thì em sale cho anh chị giảm giá, anh chị còn 80.000 một chậu, hàng một ngồng hoa. Băng băng này mua 5 chậu em bao ship nhé. Còn một số những chậu băng băng mà 2 ngồng như thế này em sẽ bán là 100. Đấy, loại 80 và loại 100.000 một chậu. Và cứ mua 5 chậu là em sẽ bao phí ship. Số lượng em còn ít thôi. Cái băng băng này, cái dòng hàng trăm bông. Và giống này giống của giống Đài Loan ạ. Da mini, dòng này thì hoa của nó rất là siêng, hoa nó bền. Em thấy da này nó sổ ra thì khá là nhiều những màu sắc khác nhau. Và bụi của nó cũng lùm nhiều thân nha anh chị nhá. Đấy, cây thì cũng có nụ, cũng cây thì tàn hoa rồi. Cái này em bán giống thôi. Và hôm nay thì một chậu da da như thế này em bán với giá là 55.000 đồng một cốc nhá. 55.000 đồng một cốc. Thủy Tiên hàng thuần, chậu nan nhựa. Hiện tại nhà em còn 4 chậu. Mã này mã S10 220.000. Giả hành tròn, xoay đều. S10 220. Mã S8 180. Cái này thì mọc lệch sang một bên nhá. Nhưng mà cái giả hành bên đây rất là to. Giả hành phía cuối này to đùng luôn. Thân mập khỏe 180 ạ. Mã S2 170. Cái này thì nhiều thân, tròn nhưng mà cây lùn. 170. Sơn Thủy Tiên. Mã S1 170.000. Cây này cũng 170. Lùn lùn xinh xinh. 170.000 nhá. Rẻ hơn hàng kg, anh chị mua về thuần ạ. Tiếp theo bên đây nó có một cái dòng brass nữa, đó chính là brass đuôi công ạ. Bông hoa của nó này như đuôi con công này, cái lưỡi của nó đuôi công rất là đẹp, cánh khi nở ra rất là bay. Và dòng này thì bụi của nó một số cây còn lang lác đác có hoa như thế này. Đây, bông hoa của nó khi lở căng này nó sẽ bay, nó sẽ xòe rất là đẹp luôn. Bụi thì to và bờ đát đuôi công bụi to nhiều thân này em bán 120.000 đồng một chậu đấy ạ. 120.000 đồng một chậu bờ đát đuôi công. Bờ đát phượng hoàng lửa, một trong những cái dòng bờ đát hoa thơm. Và dòng này cánh rất là bay, rất là đẹp. Bụi nhà em là bụi sai nhiều thân nha anh chị nhé. Bụi sai nhiều thân. Bờ đát phượng hoàng lửa này hoa nở quanh năm. Em bán 120.000 đồng một chậu. Bờ đát copper queen, hoa đổi màu nhá. Hôm nay thì về cái loại này thì bụi nó cũng nhiều thân hơn so với những mọi phiên. Copper queen hoa đổi màu. Loại này bông to, hoa nở quanh năm. 120.000 đồng một chậu copper queen. Sơn Thủy Tiên, những chậu Sơn Thủy Tiên, những cái thân giả hành đang phát triển này cực kỳ là mập. Bây giờ các mắt nụ của nó bây giờ cũng đang sưng sưng dần rồi anh chị ơi. Đó, toàn bộ là thân tơ nhá. Thân già thì em thấy nhà vườn người ta đã cắt bỏ đi hoàn toàn rồi. Thân tơ là những thân hoa năm nay đấy ạ. Và một chậu lùm, nhiều mập, thân to như thế này em bán chỉ có giá là 180 đấy ạ. 180.000 đồng một chậu Sơn Thủy Tiên. Chậu già hàng Pháp thì bây giờ mới đang bắt đầu bung hoa anh chị ạ. Đấy, bắt đầu bung hoa nên hoa của nó còn rất là đẹp, rất là tươi. Anh chị về vẫn chơi hoa thoải mái nhé. Và một chậu già hạ Pháp nhà em là hàng thuần chậu nan nhựa này rồi. Về anh chị phải treo lên chơi thôi. Em để kỷ niệm anh chị ngày hôm nay với giá là 130.000 một chậu. Hàng này hàng Tết em bán 180 cơ. Hôm nay em sẽ để anh chị là 130 giá hàng hoa như giá hàng giống.
Anh chị là 2 chậu, em tính là 250 một đôi. Giá chưa bao gồm tiền phí ship nhá. Riêng cái lô giả hàng Pháp hôm nay, hoa của nó màu tím rất là đậm, tím hồng. Đây thậm chí có những cây còn chưa nở hoa. Lô này là lô em xạ hàng. Dendro xuân thì em có về một lô dendro xuân màu hôm nay sẽ là màu tím đậm nhá. Tím đậm với cái mắt nhung của nó, mắt nhung đen rất là đẹp. Cái dòng dendro này, thân của nó vừa mập vừa đẹp và giả hành đều căng mướt ạ. Tình trạng cây thì bây giờ cũng có một số cây thì đang đi ngọn, một số cây thì bây giờ đang thắt ngọn xuống lá, chuẩn bị ra hoa vào thời điểm mùa xuân. Và bụi của nó to, nhiều thân như thế này và hàng thuần tại Việt Nam nhé. Hàng ươm kỳ lên. Em bán cho anh chị một chậu như vậy với giá chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi. Hàng siêu VIP đẹp 170. Đó, anh chị ơi. Thi thoảng một số cây cũng còn đang sưng nụ hoa này. Đấy, nó phải xuống lá, nó mới sưng nụ. Còn đây những cái cây nó đang chuẩn bị rơi rớt lá đấy ạ. Đấy,